Chú ý phong thủy cho mộ sắp cải táng. Vâng, xin chào các bạn, tôi là Phùng Phương, chuyên gia phong thủy của Hiệp hội Phong thủy Thế giới và là chủ tịch của Phong thủy Phùng Gia. Mộ phần được quan niệm là nơi tối quan trọng cho người đã khuất và cả những người đang sống. Qua đây thì không chỉ cho thấy sự hiếu thảo, lòng thành kính với những người quá cố mà còn hướng tới một ước nguyện, đó là âm phủ dương trợ, làm ăn phát đạt cho người ở lại. Với vai trò trọng yếu như vậy thì mộ sắp cải táng cần phải lưu ý những gì? Thì trong video này tôi sẽ chia sẻ cùng các bạn một chủ đề này. Trước khi đi vào cụ thể thì tôi sẽ nói qua một chút về quy trình cải táng mộ phần sẽ gồm những bước như sau. Đầu tiên đó là soi và kiểm tra khu vực mộ phần trước khi chúng ta bốc mộ. Việc đầu tiên trước khi chúng ta muốn cải táng hoặc là quy tập mộ thì phải xem mộ đó như thế nào. Đối với mộ định sang cát đã chôn đủ thời gian để mà cải táng chưa? Theo phong tục thì người mất sau 3 năm thì sẽ cải táng, cũng là lúc con cháu mãn tang, tức là chúng ta đã hoàn thành hết cái việc để tang và vong linh trước đó. Vì thế nên việc cải táng thường được tiến hành sau 3 năm chúng ta chôn hung táng. Tuy nhiên hiện nay thì thực tế môi trường địa lý và khí hậu đã có thay đổi nhiều rồi, nên là có thể cái quá trình mà phân hủy của vong chủ sẽ diễn ra lâu hơn, hoặc là những người vong chủ đó đã có gặp những cái bệnh tật dùng tới sự can thiệp của hóa chất hay là những thuốc kháng sinh quá liều, dẫn tới là việc cải táng này của chúng ta ấy, có thể sẽ phải tiến hành lâu hơn, có thể là từ 4 đến 5 năm, thậm chí là 7 đến 8 năm thì mới có thể thực hiện được, để mà tránh cái hiện tượng là những vong chủ chưa tiêu hủy. Đặc biệt là nếu ngôi mộ của người thân đang kết phát, các gia chủ chúng ta cũng nên tránh tiến hành cải táng. Có nhiều cách để chúng ta có thể kiểm tra mộ có kết phát hay không. Có thể bằng phương pháp cảm xạ, ngoại cảm hay là cảm nhận khí trường. Còn bằng mắt thường thì chúng ta cũng có thể, một vài trường hợp kết phát quá rõ thì có thể thấy rõ hơn. Nhưng mà thường thì sẽ cần tới sự cảm nhận của những người phong thủy sư chuyên nghiệp. Còn một phần nữa đó là chúng ta cần phải phân biệt trường hợp mộ kết pháp và mộ bị phạm trùng. Có nhiều loại trùng, nhưng mà chúng ta có thể thấy là biểu hiện rõ nhất của mộ mà xác chôn qua nhiều năm vẫn không tan, thì trường hợp này sẽ cần phải có cách xử lý để mà tránh những cái sự phát sinh không hay ảnh hưởng tới phong thủy của cả một dòng tộc. Điều thứ hai là chúng ta cần phải chọn thời gian để mà bốc mộ. Chúng ta cần phải phân biệt rất là rõ hai tuổi vong chủ và lễ chủ. Vong chủ là người đã mất, còn lễ chủ là người trưởng nam đứng làm lễ cho cái buổi bốc mộ đó. Thì chúng ta nên chọn trạch nhật, có nghĩa là ngày giờ tốt lành để mà tiến hành cái đại sự đó phải tốt cho cả tuổi của hai chủ này. Nhưng nếu mà bắt buộc trong một trường hợp chúng ta phải chọn thì chúng ta sẽ ưu tiên chọn những ngày tốt cho vong chủ chứ không phải là lễ chủ. Và việc chọn thời điểm tốt để mà cải táng là một việc rất là quan trọng. Nên là năm tiến hành chúng ta sẽ chọn theo tuổi của vong để mà tránh những cái năm xung sát. Và bên cạnh đó thì tôi biết là nhiều gia đình còn căn cứ theo tuổi của trưởng nam ở trong nhà. Điều này cũng xuất phát từ quan niệm khi mà vong đã mất, mọi sự may rủi đều gánh trên vai của người trưởng nam, đúng không ạ? Do đó thì để tránh những cái việc phát sinh bất như ý thì việc cải táng của chúng ta cũng sẽ lựa chọn sao cho phù hợp với tuổi của cái người trưởng nam. Nếu như trưởng nam là người vắng nhà thì chúng ta sẽ chọn cái người thứ trưởng, chứ chúng ta không chọn cái người con của người trưởng nam đó. Và sau khi chúng ta đã chọn được năm dự định cải táng rồi thì ta sẽ chọn đến thời gian cho thời gian có nghĩa là tháng và ngày và giờ phù hợp. Thường thì chúng ta sẽ chọn các tháng trong phạm vi từ cuối thu cho đến ngày đông chí của năm. Khi lựa chọn ngày giờ thì chúng ta cũng chọn những ngày hoàng đạo phù hợp, tránh những cái ngày mà sát con trưởng hoặc là sát vong chủ. Những ngày xấu hay là những ngày có thần sát tốt thì các bạn cũng nên cân nhắc là chúng ta không sử dụng. Và thường thì bốc mộ tất nhiên là chúng ta sẽ tiến hành vào ban đêm. Còn nếu mà đã đến gần rạng sáng chúng ta mới tiến hành thì cũng cần phải có cái sự che chắn và có những cái phương pháp để mà tránh những ánh nắng trực tiếp chiếu vào nơi chúng ta làm lễ cho vong chủ. Khi đã lựa chọn được thời điểm phù hợp để bốc mộ thì ta sẽ sang bước tiếp theo là lựa chọn một huyệt đất mới phục vụ cho việc cải táng này. Việc lựa chọn một huyệt đất không hề đơn giản, tất nhiên là như vậy. Để tìm được một vị trí mới tốt lành thì ta sẽ cần phải lưu ý những điểm như sau. Tôi sẽ cùng chia sẻ, các bạn có thể xem qua một vài những cái
kiến thức sơ đẳng nhất. Yếu tố đầu tiên mà tôi cần nhấn mạnh ở đây đó chính là chọn chân long huyệt đích. Tất nhiên là điều này sẽ không hề dễ chia sẻ, nên tôi sẽ chọn để mà nói ở những cái video sau. Và sau khi chúng ta đã lựa chọn được chân long huyệt đích rồi thì chúng ta sẽ tới những yếu tố cơ bản sau. Đầu tiên là huyệt mộ. Huyệt mộ là nơi đất mới, cần phải là chưa từng bị chôn lấp hay là đào xới. Khí đất của huyệt thì cần phải tươi tốt, đất thì cần phải có chất là rắn và tươi. Nếu là vùng đồng bằng thì đất tươi mịn, có mùi thơm, đào lên phía dưới thì dưới độ sâu 60 hoặc là 70cm gì đó cần phải đặc quánh, có màu vàng nhạt hoặc màu nâu đậm. Nếu là miền sơn cước thì đất phải mịn màng, nó phải khô nhưng mà có màu vàng nhạt. Nếu mà tốt nhất thì đó chính là đất ngũ sắc. Và chúng ta cũng kỵ nhất là nơi táng huyệt có đất tơi xốp, chứa nhiều những rác rưởi hay là có mới 60-70cm đã có những cái nước nó tù đọng lại. Và trong phong thủy có một nơi đất mà chúng ta cần phải đặc biệt tránh, đó là đất hôi hoa thổ. Có nghĩa là khi chúng ta bốc đất trong cái khoảng 60-70cm lên, chúng ta để qua một ngày thì đất đó biến thành cái màu nó như là màu tàn tro ấy, nó gọi là màu hôi hoa thổ, thì đất đó là đất tuyệt tự. Mà nếu như táng vào những vùng đất đó thì sẽ có thể ảnh hưởng tới cả họ của toàn bộ những cái dòng tộc của phong chủ. Tiếp theo nữa thì tại những điểm nghĩa trang quy tập nhiều mộ thường bị tình trạng quá tải về diện tích, các mộ thì sẽ chen lấn nhau. Tôi thấy một số những khu vực, ví dụ như là Bát Bạt chẳng hạn, thường diễn ra cái tình trạng này. Chúng ta cần phải tránh những huyệt mộ xung quanh lấn chiếm hoặc là án ngữ ngay phần trước, hoặc là có những cái góc đao đâm chiếu vào hai bên cạnh của mộ của chúng ta. Nếu mà chúng ta chọn huyệt phía trước rộng, và phía trước chúng ta sẽ chọn những cái huyệt rộng thoáng và nhìn ra ao hồ hay sông suối, thì đây là một cái thế đắc cách nhất. Và trường hợp đất đai mà chúng ta chọn huyệt ấy nó hiếm quá thì nên chọn một cái mảnh đất sao cho có thể chống nhất có thể. Về hệ thống đường đi thì xung quanh mộ chúng ta cũng cần phải lưu ý là nếu như có đường đâm vào giữa hay là đâm xuyên sang hai bên, có nghĩa là đâm hông hoặc là sát ở phía sau, thì đều chủ về cái sự mà phá bại, nên chúng ta cũng cần phải tránh. Tốt nhất là chọn những nơi huyệt yên tĩnh, cách mà một cái khoảng nhất định đối với cả đường đi lối lại xung quanh cái ngôi mộ đó. Ở vùng núi thì sẽ cần phải thẩm định huyệt theo cái tiêu chí của địa lý chính tông. Đây là một chuyên môn phức tạp nên đòi hỏi chuyên môn cũng như là sự tư vấn của phong thủy sư lâu năm, nên là tôi sẽ chia sẻ với các bạn trong những lớp học phong thủy chính phái của tôi. Và hy vọng với những chia sẻ xoay quanh việc là chúng ta chú ý cải táng cho ngôi mộ của mình thì các bạn đã có thêm những lý giải và tham khảo. Sau này thì chúng ta nếu như có tiến hành công việc thì sẽ chu đáo hơn cho phần hương hỏa của gia đình mình. Và trong những video tiếp theo tôi sẽ còn tiếp tục chia sẻ những kiến thức về phong thủy chính phái. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn.